bà dừng về một chút này tia đây tôi đang hay chân mà mẹ mình tịnh mấy hồi riêng làm hai rom tịnh máu đã tức mà cay quá lỡ sọt sài lang vị bà hay chập đam to từ tiệt này cứ dương chọn mưa một cồng chào plon để plon yang sạc cam nấu không thì cồng không pin lòng món đi hay chờ đợt plon là nó bố à plon là một phiên mô tô thông thông thế nào chà đục bà một đục phiên bay dục bòn chị em bà đó plon là một chà phiên mô tô thông thông ấy lâu ní trâu bàn con thì vừa đặt cồng nắng bước bằng cà bàn cà pì mà sao mày những cứ bầm bầy mà nẹt bầm bầy nẹt miền pro miền sài bà chẳng mơ rồi cả một phía bà chà phụ cái dạng mạch khác hay một ở mạch tới xong tụ tiền thì chuyên mơ một tầng ở cái này hay chẳng năm bà cồng kia nó về mạch rồi cầm dạng nắng bà ta chạp đàm chà cứ con rể vô hát ở đây thì nịp nông bên bằng hai một krom chào plan và đạp ở vô chùm nôn bầm bầy nẹt nơi tìm bên chia cả tháng con rể vốn hát ở đây thì nịp nông bên nhờ phía tháng ngày thì đọc khai cùng phẹn ní bàn thuốc phân để phát phạp bỏ đầm miên bằng hai một cỗm chân phong phai plum bỏ đáp ở vột mùi cỗm chùm nôn bằng bay nẹ miên bỏ bỏ mùi nẹ phrey bay nẹ chà chà đai phần mặt cách ở vột hát và hạ ca chùm nôn cô bà bằng grab bán bằng tòa pí thuốc phật cam mập hiệp plum bánh chùm rộng cổ flap nâng rộ bố cổ lò mốc thamay thamay ní ông phân lý phật pháp bọt miền ní lộc ở vệ phần này ai bù đà vị mê bên chia cà rong nâng chia bọt thiên bọn tì bọt miền nâng phân lý phật con rê vốn hạt ở đây thì nịp nông bình lộc vệ phần này ai khen phở vẳn mê bên chia cà rong lộc vệ phần này tố phán đà ra vốt án ổ bọt thiên bọn tì con rê vốn hạt ở đây thì nịp nông bình bọn tiếng lộc vệ phần này trái châm rật thị chà mê bên chia cá con rể ở vốn hát khăn bộ phèn chảnh bà bộ cháu plan bật đập ở vốn đại khót khuôn bán tì môi chmô môl nật hạc đí phê bró ở chung mà phê bà môi chnám phân nạn nơi bà tia chúa mà đông rong chạ cà nà đi giá phần cắt chóng trái khăn bộ phèn chảnh tì bì chmô tuy mênh tì hạc tí phê bró ở chung mà phê bà môi chnám phân nhà mà tố nơi pha cần đảo đại phân nạn nơi bà tia khmien lê phê bê tông phùm đồng bộ kủa phần cắt băng tùm bốn khăn bên chảnh tì bây chmô lao việc hay phê phê ai dụng mà phê bà môi chnám nơi phùm chùm ca chế không trên trở dân phục nông phụ khai của bông phụ tì buôn chmô hên chmô hên dù rí phê phê ai dụng đọc bà môn chnám một bò lụt đô phạm nơi tia chút phùm bà bình khẳng tư bốn phần cắt chăm cháy khăn phô phèn chảy tì bàm chmô ươn mập phê bà ai dụng đọc bà bình chnám một bò lụt trấy phạm nơi tia chút kỳ pha ai kỳ rịch phùm trở bàn thơ phần cắt chăm cháy khăn phô phèn chảy tìm ra mối cho một bàn phẩm nàng hai bộ phép bộ ở dự đập rằng bình chân một bộ cầm bộ rung chắc phần nợ tia chú lưu vinh phrey phần cách trong trái khăn bộ phần cháy tìm ra mối cho một châm bộ ra hai rọt phép bộ ở dự mà phép bộ mối chân một bộ bằng chỗ bập lên tự phạm đáy phần nợ tia chú lưu vinh phrey phần cách trong trái khăn bộ phần cháy nâng tìm ra mối cho một chân bộ hai đà ra khuẩn chà phép bộ ở dự mà phép bộ mối chân một bộ chú chú mà tố phần nợ phùm tự bèn vén không chợ chân không chợ chân yến frog ong phun uốc hạt cần đào chấm nay chân rong cua miên chà bay nẹ muối chmô phèn bún thá pepper một rổ bó cứ bằng chỗ ở plain tuyệt pháp chà miên ti lùm nới cứ nơi phun pha chụp bùn vón và cắt trong chai khăn phô phèn chay flap đại phá cọp cầm phương chụp nón pì cọp tì pì chân rong cua chmô dươn dàn pepper fry ở dụng đáp làm bốn chân nằm một rổ bó cầm mà cần nề rong chạ cắt đế phản đập tia chua phần cắt trong chai khăn phô phèn chay rong rổ bùa tì bầy chmô kha phục kim pepper ở chung mà pepper ram chân nằm một rổ bó mà ca phẩm nòng ti lùm nới nơi phun tật thá phần cắt tật thá khăn phèn phọc rong rổ bùa đại cọp cầm phương chà tầng pì nẹt chia phăng pha nằng khỉ lúc vừa đẹp phần này ai bù đồ vi bàn thay anh ta tâm chùm loài phà rạp phiêu rồi bỏ cồng chào plan bàn lại đăng tha bố kê thọ thuộc phật cam mà phiêu chùm nuồn đập rằm bốn lược bàn banh chân rong cửa bàn đào ái phạm nâng rong rồi bùa plan mà tô bàn phẩm ra chỉ tràn lược chạy phần anh kà phì vừa liêm mong pram tiêm plư thay tì phạm phẩm mạc ra chả bị bọn đập buồn chân rong cửa chùm mùa phênh bốn thả chì mà tô mạ đúc bò lương chạc tiếp nâng thật lập một bị đào lên cho mỗi mật phẹ mật đòn mục tiết từ cồng chào plon và đập ở vụt bánh bì cọp đu phạm nơi cả lãnh cắt hết hai plon cho một tô tự bắt đòi phạm tập hiệp bánh pha tục phẩm bọ cả tú chùm nôn bì cọp nơi cả lãnh cắt hết lúc đó về liêm mong bì rùm lòng ạ triệt trên chỗ thang ngay tì phẩm bày công phẹ cồng chào plon bánh thuê phở cam mập hiệp plon dựng một tô phì bì ô bò khám mạng bì chân rộng cổ bì nẹ phong phá để đục nha trên bì cọp spider mặc đồ mộc tẹt mềm phum từ bèn phẳng tam pleu vinh phren phật cắt chấm cháy từ crom chao ban chùm nôn bay crom bản đao ai nẹp bao mà tôi chmu kha phật kim đại chmu phết bao ai dụng đập làm bốn chnam rong rồi bố cầm pek cụt nâng nề ri chỉ phang phá chmu dươn dàn ai dụng đập làm bốn chnam rong rồi bố phá đại bàn tay plon chơi mà tôi mặt ban phẩm rạch để pha tay mà tôi tiết lệ cho từ không phải lại tất chất năng cả lại cắt hạt bàn to mộc
có miên cả rần này phân bánh xâm lạp dọc mà tố cắt lăng chỉ nhận nhọc bê tư cầm lắng con rệ vô hạt nâng cầm lăng nâng bán và hạ ca khỉ tam đàn phra chiếu cầm nát mục phở nhà chiên đo ca cho từ lòng bọt tẻ nâng khót khuôn màn chôn bẹp bôn màn tọp khỉ nơi thay tìm bầy cầm phép chân nằm bì bọn đọc bôn cử lò mộng này đòi khót bán chôn bẹp bôn chùm nôn bầy nẹ tìm mối mật tố bay cường rõ dân đập bì gà ấy mùi cường bẹ phạ lê cài chân ấy à vốt khlây mạ ca hạ bồn bị đám ở bà có môi chùm nôn tiền đai chìa mẹ chùa bài thuê phạm mập hiếp nâng ai cà phạm phim phê rồi bà chân rộng cửa khởi ông cháu phạm tèm bà bây nè rùm tèm và thọ tàng để đọa hột bàn trở bàn con rì à vốn hát ở rì thị nịp nông pinh có phạm phùm nông rường bàn chùn tê phạ lạ đồng bố rì thị nịp nông pinh chặt cá từ tạm cho bạp hỏi bà nè mà crom thông bảo kê tàu bà crom ca cướp crom crom ca bệnh chia rồi bỏ ai đom rót riêng mấy bệnh chia ca con thì bột hạt đi thì nịp nông pin mà để bằng cà ban crom cho plon mùi sầm bọc thông ai xong chấm riêng chú nằm pizza là ban tích tẹt tông bánh hà crom plon nè mà chẳng dừng thì dây pizza ban ở dưới tầng ở kia chẳng crom cho nè ở toàn chập ở tê cứ crom bạ bù bảo huyền năng cứ nấu miên mê khlau thông tiết hai bà tam cả sao chiêu đòi si chùm râu mùi rồi bỏ con đi vụt hát ba này đăng tha crom chào plon ní cứ miên ca chặt tăng cho bà loa bà miên mê cài kì cho bà loa hai chặt tăng miên cú viết phèn ti rồi viết hào thập phèn ti cho bà tam cú viết plon xàm rắp ti tăng cái lãnh plon nà mùi bà lâu xong chùm điểm chả sẵn đây đôi chì viết plon nà ti tăng mà cả lãnh nâu mà đông chật plau pi bọn buôn chẳng ổ thì hó bà chất lọc bị bọn buôn thì lại lưu pram mà chẳng cứ ở mê khlong bà kế bàn cú huyết thêm đó chấm nói plon đi anh thấu chênh châu chênh từ tam plon đi cô đau đi bên plon bàn hai từ tam plon đi và đang bây kích xe mặt thì kệch hai lan đó bà kế đọc bí gạo ấy đi tôi đang nói chuyện khởi nhé đang lan nâng cái thứ ấy lan nâng cứ lan xâm rạp bên đẹp lưu từ cao mà phía plon hai lan nó kì tới chụp tí tăng na chỉ tốc bao tới chôn là một tố nó chôn được không lan đang thèm đón cái đất chèn tàu chẳng ngờ giờ mặt cái cây tam stẹt đó lạ lên lan à lệ lạ lên một tố một phiên đi phiên đi họ ta stẹt đó bà là bà một tố plon ban nó không lan bà đấy nè hai cái ban hai cái plon ban hai ai phiên chờ nó tam đăng máu nó người ta cái do tổ lộ nấu nọ hàng tổ loa bộ tổ cái bộ và hai chấm niên môi tiết và bộ kia nó cứ miên tràn cầm cầm mà xây nhà cầm cái phá lê nhỉ cứ xây đầu ban đây thả cầm chấm niên phơi phá lê nhỉ cứ ban mô tô phim cứ kể vô à một à phá lê mô tô nó tàu cài phim nè tàu cài phim đầm bay cầm oi sao mặt cái bàn tam đan đăng thả phá lê mô tô đằng chẳng tờ tờ không gặp đi ca gặp sao mặt cái tờ thả nên phá lê mô tô trong này 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 chết tờ bộ bộ đồ ban đây kì nhé này cả kì và bạn kri mô tô và chẳng cái chặt tăng tìm mũi cao cú viết phòng xâm nạp tàu tì tăng phòng và tìm bi cơm mà cơm cứ kì chăm bác ở bà bi cả ấy nâng xâm nạp đặt mô tô ở lên từ chăm chùm nói nha phòng hơi chì vâng tôi cho là nâng phục và hai cơm chặt tăng mũi tiết cứ kế chua tiệt ao cơm nẹ cơm phòng nâng cái chụp tia chân cái lạnh mình men chụp tia mặc lạnh nhỉ nè đôi chị plon nè plon lục pu da vi bàn lược nữa cứ plon bọc cái môn pe plon nè này này tập plon đi hãy plon mà nó chênh một chọn đi nè chọn đi hãy nó là hốt đầm miên cơ mà mê plon bọc cái một tiếc kiểm miên id gì mới mặt cái chứ mặt cái tia tam na ô này này hỏi cạnh cho nó thế nhé khởi miên là plon panty bọc cái gì mà plon đấy mỗi plong panty cái sản phẩm co lấy chấm nói sản khăn này ở đây panty là bỏ cho plon cú viết sản phẩm plon thì tăng nà mùi này cái cài là lệ này này được cài rồi ta lệ về bà ma này lệ bẩm bua này cái cài tao chỉ sâu này chẳng tao lệ mua với cái thay một cú viết thành tích tao lên pull lên tao thấy nhé nó ngay để không chấm nên cái cài nó gì ấy à mấy cái kia nó cứ chỉ chua ở crom nè đào plon ấy cứ nấu tia xem cái này miền tia chua à chẳng xong ở mà chặt tia chua đang lái mưa phong nắp về lại khơi crom khmer nhổ vông đồng vông để việc sòng sai nó chui sập đi cà phong mà hai bắt toa một tiệt dương trong chìm riêng một thèm thả ta crom đi xem mắt sập phía miền thôi càng nghe thế
ọt tê ọt miên thư ấy tê cứ chưa bị sai nâng bên để chấp bảo man cả đàn ấy không đầy bảo môn bảo ban sốt tần nhẹ bảo bạc cường nhiên đẳng ọ vì không mình không chẳng à mê khá lòng bảo kê nê kê đào rư mơ krom phụ ảnh chẳng hạn vì bài bảo na thập tay đào thập bia chẳng kê mơ à na thập nông rồi hãy kê vô tần chầm vô tần chầm à vô tần chầm rồi hãy kê đào đào xa ai dân tờ ná à plon tờ lây nè lây nè nè tới plon hãy phụ krom bảo ní cứ ban tầm mà rồi là plon hái vô một tốt lụi này nấy cái ạt đăng cái cầm nấy cái ạt đăng này đăng tập plon hái ban sầm lái cầm này vô từ lụi đứng xén cầm nấy châu cái lạnh tia cái lạnh luôn ai sợ nơi tại đây là về lại ban sầm nhà cháy cái vô lùi mất đăng tập ban mà rồi là họ bảo man nhẹ mà rồi chẳng tàu tới còn đại khát cầm ơi đại giải so rừng trụ thân nằm nè thấy nhé bài tức ấy lơ mê khao ngoài kia nung và nếu chỉ công chặt tăng đọt ba loa mũi đây cổng phung tại phương giả cam mà việc phân giang giả cam nó không thì không phụng bình hay là lâu ní cái phân để cả thằng nghĩ lộ bằng phật cứ ở bà phết mô tô thông mô tô dụ đây là giả cam mà việc phân banh giảm lạp bà khá tớ lộ bua rộng lộ bua cứ công này ảnh lâu ở toàn ở thể hỏi dưỡng ở toàn đang thật tớ nề rí tàng pin nhạc ní con tay chỉ xoàng xa mũi rư con tay chỉ nẹ tông nộp tiền năng sầm lạp chỉ nẹ đàm bái được chẳng mạnh và vì thế rằng vua vì miên say say sầm mép nâu tiền năng tới chỉ nẹ thôi trong phố ấy nẹ kia nẹ đào đồ xi gần kèo à hay càng nghe bà kia đào đồ xi gần kèo nó cứ rằng đào càng chung mà tích lũy cho lâm ta từ thư sầm non ấy nam ấy từ thư cây cây xây o thì hai mê khâu nó cứ kì rơi tập buôn á để mơ tới công nhẹ nhiên tháng năm nâng tiền mà đỏ chẳng bàn kỳ nghi xua nông ca phùng vục thưa nhé tôi tên này chuyên pi là dương chập đam đắng mà năng tha ồ cầm đi hạ bảy đôi chia bằng cát cầm hôn plon mũi ba đam bay thưa giờ cam mà bị plon hai cả na cầm kê chanh tới mình men chanh mà cầm thế kê trái nhé mà anh nói bị ca chưa tiết có việc plon bay giờ hao đây anh nói à bị ca chưa nắng anh nói bay giờ hao như kia mà nè thế hai tất cả na kê chanh tới ồ anh nói chanh khăn na anh nói khăn na cái trái tì tăng chị bán hãy cứu việc phèn tì ở plong bờ kê plau rút plau chi à đọc pi cái ấy đi thời trăm na à cái lái na để plon ban sớm hết à khăn na plon bên ban sớm hết từ đi ca chưa bận toàn từ lưu mi khăn mi bên chia ca cái mũi bên chia ca khăn plon và ní chia phu mà sa bờ kê đôi chia cứu việc tì tăng đôi sớm mặt tại cạnh đài chẳng là mi kê nó tê đại chìm niên ba để chấm niêng chân côn thì hiên plon đi cứ chăm té ăn được vật và tam phải ăn ti gì thấy nhé hải mi nó có cái chi nẹt sẽ đáp ai đi đây cái miền ai đi sẽ đáp sầm lên chân tàu mặt cái tẹt khăn na tàu plon na anh ấy cái sẽ đáp bàn hơi à mi nó phải đáp ai cái tàu plon đó chơi tàu plon đó ba ai lâu nãy bàn cái nhấp bàn bẩm bay nẹt chân nơi cầm cái thêm tiền mình đang trên nơi bà man nhẹ tiền đây bà anh chẳng xong cao từ sau chấm phù hòa sanh đại đạo bà sanh tại cách còn thì buồn hạt cong đại cong ca cục cong đạo bà ai đầm rót riêng hai hàng phần lý co quạt của cục phong tay mỏng mía nhất đôi khi đây chẳng mình tha lời tha tại còn thì buồn hạt đi hàng đạo cô ba chiết co quạt cục phong tay khất cầm bằng bài này ai lấy bà sanh chỉ ca rúm này khi chẳng ạ สมัติการแข่งกองทีมบูรัตกอดบ้านมากรมยังบ่แข่งผลิตกอดประกราบมากรมเด็ดบ่บ้านบ่รวมคะแนนเต้าอยู่ๆเต้าไหนเออมันจังอ้ายบ่ายจังมันประมาณไงนี่ไอ้สกามแบบเพี้ยพลอนไอ้สาวมาไอ้พลอนเพี้ยเชื่อนึกเชื่อหน่ะโมโต้ทมพลอนโยตัวเตี้ยผัวนึกมีเมียนหางเชงผัวกรมเจ้าพลอนนึกเกิดดังหางเชงโมโต้ดังหางเชงลานใช่ไหมฮะจ้าให้ไปเจาะไปแทนเตี้ยปุ๊กเกนี่เหมือนเมนแต่สกามาเพียพลอนปนตีกวาดเตะกอดเท้านะไก่กอซอไก่กอมอโต้กอดเท้าคืออุปกรณ์ไก่ยังจังบ้านในท่ามุกดอกบอลเกเมียนจานยางแต่ในยี่ไอ้คล้ายคือมุกดอกบอลกะระไหนพลอนลุยแต่ปนังมาหายบ้านสัญญาเกไก่กอมาจัดต้อนบังเห็นไหม
cái lòng mó cứ thợ lọp cứ cày cò một tố rồi hãy mới chặt dây bài nhé. Nâng cứ cầm nâng anh tập đòn. Nè, ôp cò bà kê miền cúp. Chẳng mà na, à na mưa tơ tùm nong cày cò vô bán cày cò một tố. À na mưa tơ tùm nong ai ta lui cho cọp tiệp bán cò. À na mui mưa tơ ta việt dùng tăng tánh tàu cặp chung phán vô. Chẳng mà đây ta chìm niên bà kê vì tràn giang chẳng ạ. Ót à mũi thở mùi, ót à mũi thở mùi. Và cái miên xà la xà ngắt bó kê tâm mây bằng riêng bị được biệt plon, bị được biệt lũi, được biệt cạch cò một tổ. Và chẳng khi nhà mùi xì mà bán xì à mùi tiền. Và ở miên cho anh nhàng. Và chẳng mà này ta tập lâu mùi ớt. Ớt tập hút, bay tập lâu mùi tiền. Cái miên một bò chờ anh chẳng màn về ớt chê. Sạp xôn. Và nế tổ tiền này chân. Mới ra ô bà co mới ta nè, hứa nhé. À, miền sau miền tôn lâu vi miền bận đập cạch co miền phạ lấy xem mẹp cài xem mẹp ấy cầm nè họ ban hơi bận chun tàu cầm khang thư phạ lấy ắt miền kho hình tây ôp cò cặp đôi cho bọc mình ti sa thiên đại ca cầm chẳng cặp đôi kia mà bọt à tao tao mưa tao bận đăng bận nhẹ mình chìm nín tao mưa mạch đăng giữa ngày nấy mưa nay tết tế miền na đăng ơi chẳng mang cái cả lòng mối cái chỗ chất cái miền bắc lâm mà phạ lê hay nâng thứ cả thà ban cát kri khai khai nữa cái chấm điên chẳng bạt chẳng xôm ao smart cách bẩn to cả sài chiếu nâng ở đo được cốt đầm bay son để sốc sốt vật phiệp chun bị chia bộ đoạn và hai bị chia bộ đoạn khơi cả bằng cả bàn bẹp ní cứ sờ bài chết ta hai bẩn tay bờ sân chỉ cả bằng cả hơi về nơi tại miền cả làng ta tiết nụ hơi đây phải chia bộ rót kết thả ổn chập bàn tầng vốn mấy còn nơi tập lon nơi tập há quấy vậy cái ai kết chẳng và nâng vào sân chỉ miền và ta lúc bên này khơi giờ cam một phiền bẹp này dương trâu tai quan trâu sao mà được cái và về phù hộ miền phải chia bộ rót này chẳng ai sùng cung đâu bỏ dương vượt vô đời xa tại crom chôn mùi cái đạp tôi bằng co cả ốc lốc ạt son để sống dương bị bạo rồi xí thế và chẳng tay dạng na cả đói xôm chập ỏi chom công ỏi song sái chập sầm rập ở chun này mình bàn phật phật ấy còn là song sái tôi hãy chập tôi đòi cả lấy kịp vô lưới à nú viết chỉ ai giúp để thoa mũi sầm rập và chia bộ rót rồi tròn và sân chỉ chập ỏi chom và chia bộ rót và cúng hai chùm rúi ỏi cả đặt tu toán thun thôi tiệt phong vận tài bờ sân chia con tài ca sòng sái mình miên phò tang ấy cục còn phong bài chia từ chạp quạt đã cục làm mây dọc lui tàn này anh bờ chọn tránh vô bên này tấu bàn rối à nâng vị à giúp để thoát sầm rạp nhé đây mình ban phổ phật ấy toa gió vận tài bàn bài chia đầu cù và nâng dự ca pia đấy dự ca pia cái lưu miên chăng phù mình nuôi mình đẹp nhé can na bờ sân chia à giúp để thoát với nhé tránh vào với ấy của hiến đấy nè à nâng vị thâu chăng ạ anh nó muốn là cái là chấm anh ở một phần ấy xóa bài chỉ một thứ ba bài chấm một phần tâm mong tử nè anh nó ai cần chấm lúc đó ai cần chẳng mong mà ngoạp của ngoạp ta và anh ở một phần ấy phong bài chỉ chập anh kịp anh xì lôi dòng dạng này lắm chấm su một phần tâm mong tử ở chập bán rồi lo mưa là nè về ai miết nhà cần chẳng và nên còn tại lớp chị ở tiểu hò thì mình men thì hạt cà nó cà lại đi và vận tải có miên có lòng mơ có ai miên cả lần này nâng cả lần này bà đòi con tụi tên này chuẩn lực riêng về mình tay giấy đòi xa tè và màn ngày này về riêng đôi plon chân chẳng tao chùm riêng chú nói về anh tay giấy đàm bây ơi xong thì sốc xâm đạp và chia bộ đọt tu tâu mình men xâm đạp và bộ đọt rồi nó tì con không bênh đi nâu tu tèm bởi tế Campuchia tèm non phù là nà của cái chọc màn xong thì sốc lo đây và bà xân chìa lừng nghị lăng miền là nà hiên chi mô tô chênh kéo chụp tè con xử ngom con cầm chênh con plon chân là con và nè rô si lộ đô con tao rồi tô bị thằng ai con cũng ở giúp con vậy nhé anh nâng hãy đại ca phê khai ở đọc bị ca phê khai bị chia bộ đốt thì lẹ bật túc tao lên nà nó thằng ạ đang nôm còn lên nó để tao mọt bị chia bộ đốt rồi tại bờ sân bậc cạp bàn chẳng à sợ bài chất nà khơi như mặt cái bậc cạp bàn chẳng đà hà phê giúp lúc bị bàn xoắn sọc lòi hãy chìm xe đào chìm ra khi ở giúp tiếp lưu xong chốt tiếp là xong tôi dậy lên và ta sẽ là và ta từ mà đường tiệt chả là dừng cho từ cả lần này mỗi tiết cứ cả lần này chỉ rộn rộn chnuol bắt ấy vắn chlu prakai khnie bạch phai
ចាអប់ឆ្លោះហើយចាញ់ផ្សែងមកចាញ់ផ្សែងមកចាស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ចុះពីលើរថយន្តតាក់ស៊ីឡាំប៉ាឡូឡារករឿងព្រោះតែបាត់អីវ៉ាន់គឺមានសម្លៀកបំពាក់និងសម្ភារៈផ្សេងៗបានទាមទារឲ្យអ្នករថតាក់ស៊ីនោះសងសំណង 500 ដុល្លារហេតុការណ៍នេះខ្ញុំផ្អើនៅវេលាម៉ោង 5:00 ថ្ងៃទី10កុម្ភៈត្រង់ចំណុចមុខមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមាភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកតាមសម្ដីឈ្មោះកុងច័ន្ទភេប្រុស អាយុ46ឆ្នាំមានមុខរបរអ្នកបើករថយន្តឈ្នួលពីភ្នំពេញកំពតមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃព្រៀងខាងត្បូងសង្កាត់ចំចែកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដែលជាម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលបានឲ្យដឹងថាគាត់នឹងប្រុសរថយន្តម្នាក់ទៀតដែលជាកូនប្រុសបង្កើតឈ្មោះច័ន្ទចិត្តអាយុ22ឆ្នាំជាចាស់គឺមានរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក់ Samsung ពណ៌ខៀវកាលពីវេលាម៉ោងចាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈគាត់រួមជាមួយនឹងកូនប្រុសបានដឹកម៉ូយពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ទីរួមខេត្តកំពតលុះដល់ពេលរសៀលគាត់បានដឹកម៉ូយ24នាក់ពីខេត្តកំពតឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញហើយក្នុងចំណោមភ្ញៀវទាំង24នាក់ខាងលើមានស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់រួមដំណើរជាមួយនឹងកូនតូចប្រុសចាហ្នឹងតូចតូច2នាក់ផងដែរនិងមានអីវ៉ាន់មួយថង់ជាមួយដែរលុះរថយន្តចេញដំណើរពីខេត្តកំពតមកដល់មុខមន្ទីរពេទ្យប្រកបសមៈជាចំណោមរថយន្តតាក់ដែរស្ត្រីនឹងកូន2នាក់ត្រូវឈប់ចុះពីលើរថយន្តចាពេលដែលចុះហើយនឹងសួរម្ចាស់រថយន្តរកអីវ៉ាន់របស់គាត់គឺមិនឃើញក៏ផ្អើឆោឡោឡើងហើយការជជែកគ្នាទាមទារសំណងដល់ទៅចំនួន500ដុល្លារអ្នកបើករថយន្តសង100ដុល្លារតែស្ត្រីជាម្ចាស់អីវ៉ាន់មិនព្រមទេគឺទាមទារ350ដុល្លារអ្នកបើករថយន្តសងតែ150ដុល្លារទើបធ្វើឲ្យការចរចាគ្នានឹងអត់ត្រូវក៏នាំគ្នាចារកប៉ូលីសប៉ោះសង្កាត់ចំចៅជួយរកយុត្តិធម៌បើតាមសម្ដីរបស់ស្ត្រីឈ្មោះរស់ស្រីលក្ខអាយុ25ឆ្នាំមុខរបរសំអាងការដែលទីលំនៅនៅភូមិស្វាយធំឃុំស្វាយធំស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតឲ្យដឹងថាគាត់ធ្វើដំណើរពីខេត្តកំពតក្នុងគោលបំណងទៅចូលរួមពិធីមង្គលការបងប្អូននៅឯខាងខេត្តកំពង់ធំដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងកូនប្រុស2នាក់ជិះរថយន្តឈ្នួលមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុបានចុះពីលើរថយន្តដើម្បីបន្តដំណើរតាមរថយន្តផ្សេងទៀតទៅខេត្តកំពង់ធំខណៈដែលមកដល់ចុះពីលើរថយន្តទើបដឹងថាបាត់អីវ៉ាន់ក្នុងនោះមានសម្លៀកបំពាក់សំពត់ហូលមួយកំភ្លែចារូបប៉ដិន3កំភ្លែស្បែកជើងមួយគូនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដាក់ក្នុងថង់ដៃយូមួយចាហើយបន្ទាប់ពីដឹងថាបាត់អីវ៉ាន់ធ្វើឲ្យស្ត្រីជាម្ចាស់អីវ៉ាន់បានលោឡាឡាំប៉ាដាក់ម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីធ្វើឲ្យមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាទាំងផ្សាយកដាក់គ្នាចរចាគ្នាអត់ត្រូវទើបភីគីទាំងផងខាងនាំគ្នាទៅរកនគរបាលប៉ោះចំចៅជួយអន្តរាគមតែដោយសារតែករណីខាងលើកើតហេតុនៅខាងទឹកដីសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចចំចៅសូមឲ្យភីគីទាំងពីរទៅរកនគរបាលប៉ោះសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកវិញចុះចាដើម្បីកាត់រឿងហ្នឹងអូគាត់បាត់របស់ក្នុងឡានចាចាអូខេបាទតោះចាឥឡូវនេះដល់ម៉ោងហើយសិលាបាទដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយបាទសូមសៀសៃទៅទេអ្នកជនសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចទៀតយើងវិលមកជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយពោះនៅរឿងច្រើនណាបាទ